Không biết đây có phải là trường học của bên các học sinh bên Lào không? Trời, anh biết nói tiếng Việt Nam không? Không biết à? Đây 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 là lớp học à? À, tức là à rồi rồi đây là cái nhà hội nghị của thôn. Đây thôn gì nhỉ anh nhỉ? Hiểu không? Cái này là đây là không biết mọi người có ai biết biết đọc chữ Lào không? Đây là xã Pho Say à? Pho Say à? Xã Pho Say. Tức là hội trường của xã Pho Say. Tôi nghĩ là thế. Các anh ấy đang bảo là sang thăm bên nước Lào của các bác ấy thì nhất định phải uống một chén rượu. Nhưng mà tôi thì tôi đang ốm, chắc là tôi từ chối khéo rồi mọi người. Đây. Rượu này thì rượu của bên nước bạn Lào thì rất nặng. Rượu đấy rất nặng. Vì cách nấu rượu của người địa phương ở đây khác cách nấu rượu của bên Việt Nam mình. Ở đây thì một nồi rượu chỉ lấy hai chai thôi nhỉ? Nhà này đâu? Lau này là lấy hai chai thôi. Thứ tôm lau nừng thế áo xong án động nọ. Tức là một nồi rượu chỉ lấy hai chai thôi nên rượu ở đây rất nặng. Nếu mà tôi nhúng một que đũa ở đây tôi đốt ấy thì gần như là nó sẽ cháy kiểu như mình đốt cồn đấy. Khuyên bảo chụp thế khuyên xì xịp xì xịp bảo chờ báo hình thì mới nó hộp xịp há xịp nơi cồn đau nặng nhưng mà xì xịp cho cần nét thôi chịt bò một con ơi. Bỏ lại. Bỏ lại cột trộn. Trộn rồi. Rất tiếc là hôm nay tôi đang bị cúm nên là không uống được thăm mấy em ở đây một chén nào cả. Tôi chỉ nhấp môi thôi mọi người ạ. Nhấp môi nhá. Sức khỏe nào. Khỏe này, sức khỏe này. À. Và nhấp môi đây cảm giác rượu rất nặng. Cô này lúc nãy vừa đi hái mang về. Các bé nò mà hát nò. Này bọ. Ở bên này đang còn rất là nhiều măng nên là cô vừa đi có một lúc thôi thì được bằng này rồi. Kiếm nào lờ. Phiền kiếm bà. Xô mọ. Mạc là ăn gì? Đây là tiếng Lào gọi là quả mạc phen. Không biết là thế bảo thế em ấy bảo là chua lắm. Chua, xộp. Cái này. Sắp tới mà. Nước Việt Nam mà. Học chưa? Chua lắm mọi người ạ. Quả mạc phen này rất chua. Bên kia có em gái đang phơi măng. Măng vàng đẹp thật mọi người ạ. Khái tứa là lô ấy nhỉ? Khái bỏ. Hả?
mang bà con phơi làm vàng vàng đẹp lắm. Thú ăn nữa. Hiền lắm kiểu. Lắng vào. Lúc sáu này ăn nè. Ăn sáu. À, ăn sáu. Kỳ tuổi không? Chết. Cháu. Em này là cháu gái của cô ấy. Năm nay là 19 tuổi. Con khớp này. Các bạn nữ ở bên này thì hay khỏe lắm mọi người. Có vẻ mọi người ở đây rất ngại chợ ống kính máy quay. Khè bò. Yết khái bà. Làm rất đẹp mọi người ạ. Em đang dệt váy nha. Còn chữ là ba. Rồi. Chữ may ngon. May ngon à? Đây là cách mà các thiếu nữ bên Lào dệt váy nhau mọi người. Ở bên nào ta? Ở bên ông mày. À. Ăn vào ơi. Khê đậu. Ở đây tôi thấy một, không biết là chú ấy đang làm cái gì nhưng mà thấy rất lạ mọi người ạ. Nốt đâu ăn nhỉ? Có hiếu à? À, đây là chim họ của chim đại bàng. Đến nữa nhỉ? Ít ít bảy ít á. Chết cây. Tức là làm như thế này thì để mà gà vì sợ không vào trong nhà mọi người ạ. Không biết chú đang vót cái gì.
chờ Yến đã nhỉ. Yến nào? À, chúng tôi đang làm mũi tên. Mùa này chắc đi bắn chuột. Em phải dính lúa. À, chúng tôi làm tên để mà đi bắn chuột. Chuột bắn ếch. Đấy đúng là thợ săn thứ thiệt rồi. Dính này tốt rồi bà. Khoe bóc quả. Mì núm bọ. Dạ. Mình thử đi một vòng xuống xem bếp của gia đình nhé. Đây là cái gác bếp của người Lào nha mọi người nhá. Chú ấy, chắc là hay đi bắt cá. Ở đây là tôi thấy nhiều cái muông lắm. Tiếng Thái gọi cái này cái muông nhá. Cái này để đựng cá nha mọi người nhá. Đây, bữa gia đình chuẩn bị nấu cơm đây. À, canh kỳ nhông ngon quá. Đúng nhà chuyên thợ săn này. Bên này đang có một triệu quần áo của người Lào mình ạ. Mình sang bên này để quay hỏi thăm một tí nhá. Hát vào. À. Hát trướng à? Thầy húp à? Thầy húp nè. Hát vào. Đây là một cái quán của bà con ở đây mọi người ạ. Hát nậu à? Bố Phạm Tiên à? Dạ? Bố Phạm Tiên. Bố Phạm Việt à? Hào có... Cả bạn hào đi, nó bỏ bỏ ế con ngủ không? Phạm Việt nọ. Ờ. Nói là nọ. Biết ít thôi. Biết nói ít thôi mà, không biết nói mà. Tạm tạm thôi. Đẹp nha. Chữ đâu không ạ? À? Chiều chữ đâu? Tên chị, ông tên chi? Mình là Sinh Phan. Ông Sinh Phan, ông rất vui tính. Mình đang ngồi ở chỗ nhà bác Sinh Phan nha. Ờ, nghỉ cũng là được ăn cái gì, ăn uống nước thôi. Ừ. Đi làm gì đây? Cháu đi... quay phim, để quay làm phim làm phim. À. Yeah. Bác Sinh Phan. Sinh Phan. Bác Sinh Phan nói được tiếng Việt Nam rồi ạ. Hơn nhờ nó, nhà to nhỉ bác nhỉ? To nhỉ? To cái nhà thôi, không có tiền, không to tiền.
Nhà to thì phải tiền to chứ. Phải nhiều tiền trong nhà. Có nhiều tiền mới làm được nhà to chứ. Mọi người ở đây vui tính lắm mọi người ạ. À. Đi nào. Thôi đi. Đi. Này. Sắp tơ á, chiếm sắp tơ một cái à? Hả? Chiếm sắp tơ một cái. Miếng là lý bảo nó. Bán ở nhỉ? Đây là gian bán hàng quần áo nha mọi người nhé. Có hai vợ chồng anh ấy. Anh ở trên sầm tớ à? Sầm tớ màu. Anh ở trên sầm tớ xuống bán. Đây mọi người đây bày bán măng la liệt. À. Giờ sáng giờ thì đi cũng nhiều rồi mọi người ạ. Bây giờ thì cũng đến bữa cơm trưa rồi. Tôi vào thăm một gia đình thì đang thấy dọn cơm ra. Ở bên người Lào thì người dân ở đây người ta thân thiện lắm. Nên là mình vào mình gặp là mình tiện thể là mình và ăn với bà con ở đây luôn mọi người ạ. Đây sao nào, hôm nay nhà có món gì đây? Đây là thịt thịt gác bếp, cá suối này, canh ếch, cái ếch nấu măng chua, cơm nếp mọi người ạ. Ai ạ? Bộ áo này chỉ lau nè. Em vẫn ôm. Chú ấy đang lấy rượu ra rồi nhưng mà hôm nay tôi mệt quá. Chắc là uống một hai chén à. Các cháu ấy. Ngon không? Chép ạ. À. Đây này. Đây là canh ếch với măng chua nha. Chị đã nhỉ. Hoài. À, đây là thịt trâu gác bếp này. Đây là cá suối rán. À, món này là chảo nhá, chảo chấm nhá. Đây tùng ăn no này. Alo Kim. Kim. Kim này này. Lau mưa này, lau ăn ăn sữa khốp này. Cá sữa khủng. Sữa khủng à? Rượu ngâm thuốc. Tôi không biết là cây gì nữa. Thế bảo là cây sữa khủng. Tiếng Lào gọi là cây sữa khủng, không biết là Việt Nam mình gọi là cây gì. Hey.
Thử khoa chứ, chứ khỏe này. Khoa áo nói là mình biết ôm. Hôm nay hôm nay dù đang rất mệt nhưng mà vì cái niềm đam mê và vì muốn trải nghiệm cuộc sống của bà con bên nước bạn Lào. Đây là bà con ở vùng sâu vùng xa của bên nước bạn Lào nhé, nên là cũng cố gắng đi làm một video để mọi người thấy trải nghiệm cái đời sống văn hóa của bà con ở vùng cao của bên nước bạn Lào nó như thế nào. Rượu đây nặng phết mọi người ạ. Hè, ăn không này. Bên lùa, bên dạ. Ê, ngon lắm mọi người ạ. Phải cảm nhận một điều là mình sang và thấy cuộc sống ở bên Lào rất thoải mái. Tức là trong cái cuộc sống mình cảm giác nó không bị gò bó một cái gì cả. Nó không bon chen một cái gì. Không câu nệ một cái gì các bạn. Lên đây thì mọi người ở đây có cái gì dùng cái đấy thôi. Có thể là mình không quen biết nhưng mà lên vào nhà của bà con ở đây thì mình xin ăn bữa cơm. Thì mình cùng ngồi ăn với bà con thôi. Nhưng mà họ cũng không câu nệ là phải có cái món này hoặc là cái món kia. Đấy. Không như Việt Nam mình, Việt Nam của mình có khách thì phải gọi là lo mâm cao cỗ đầy. Còn bà con đây rất thoải mái. Mà mình cái người khách mình cũng rất thoải mái. Mình sẵn sàng lên ăn một bữa cơm điềm đạm bạc với bà con ở đây. Xin phép mọi người là video của mình xin được tạm dừng tại đây. Hẹn là mọi người ở cái video tiếp theo. Thì mọi người hãy like, đăng ký và chia sẻ để mình có thêm động lực có những cái video hay và hấp dẫn hơn nhé. Xin chào mọi người.